Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta may một cái áo cổ tim bèo. Thì bước đầu tiên á, nó là cái phần thân sau cho nên là các bạn sẽ cắt gọt xuống cho mình hai phần. Sau đó từ đây ha, các bạn đo vào cho mình là 2 cm và từ ngoài các bạn đo xuống cho mình là 5 cm. Các bạn kẻ qua được cái phần cổ tim, sau đó các bạn chia làm đôi ra cho mình 1 cm và chúng ta sẽ đánh cong được cái phần cổ áo. Bạn nhìn thấy ha, chúng ta cắt thì các bạn sẽ có được cái phần cổ tim ở đây. Sau khi cắt xong được cái phần cổ tim á thì mình sẽ có một cái miếng nẹp để may cho cái phần cổ tim này. Vì vậy mà các bạn sẽ mở rộng cái phần cổ này ra. Cổ tim này mình sẽ có sử dụng nẹp ha. Nẹp để đặt lên. Thì các bạn cắt đôi phần này. Sau khi cắt đôi rồi á thì các bạn sẽ mở rộng nó ra nha. Mở rộng ra như thế này và các bạn sẽ đặt xuống ở phía dưới phần thân áo. Và mình sẽ đặt cái phần này lên. Khi mà các bạn đặt cái phần này lên á thì chúng ta sẽ lấy dấu giữa cái bàn đồ nó lại. Rồi sau khi mà đồ xong á thì các bạn bỏ vô máy các bạn may. Các bạn bấm giữa ha và cắt góc. Sau đó thì các bạn sẽ có được cái góc V. Mình mở rộng cái phần này ra, mình ủi nè. Nhưng chỗ này các bạn cũng sẽ ủi rẻ nè. Rồi sau đó là các bạn bật cái phần này xuống, hai cái đường trùng với nhau thì các bạn sẽ may khóa. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần cổ gốc V thì các bạn ướm vô lại thử các bạn nhìn đó. Thì nếu như mà các bạn muốn cái phần cổ của mình á, mình ướm cái góc V vô đây, chúng ta muốn cái phần cổ mình cái độ lớn bao nhiêu thì các bạn sẽ canh cái độ lớn của nó là sẽ là bấy nhiêu ha. Và cái cổ V này, cái điểm giữa nè, nó sẽ nằm ở đây. Và mình sẽ lấy dấu lại cái đoạn cong ha. Cái này là mình may cổ V cong cho mình sẽ vẽ lại theo cái cổ áo cong. Đó, các bạn sẽ lấy dấu đến đây thì chúng ta có được cái phần cổ V và cái phần thân. Cái tiếp á, là các bạn sẽ có cho mình một miếng vải nè. Đó, thì các bạn sẽ xếp đôi cái phần vải này lại. Sau đó là các bạn sẽ xếp cho mình thêm một lần nữa. Mình sẽ cắt. Bỏ cái đoạn cong này và mình xếp thêm một lần nữa. Các bạn sẽ đo. Này nó là 7 phần. 7 phần.
Các bạn sẽ có được một cái hình vòng tròn 7 phần như thế này. Các bạn mở ra và chúng ta sẽ cắt. Cắt nó thì các bạn sẽ có được một cái phần bèo cong tròn như thế này. Và mình sẽ may nối hai cái phần này lại với nhau, do bởi là mình sẽ may cái bèo này nó có rút dúng. Ở đây mình sẽ may ẩn cái phần này để nó không có nhìn thấy đường nối á. Vì vậy mà các bạn sẽ ấp cho mình mặt trái, ấp mặt trái. Và ở đây mình có mặt trái ấp với mặt trái ha. Các bạn may qua cho mình 5 ly. Sau đó thì các bạn sẽ lộn ngược lại lần nữa. Bạn may cho mình 7 ly. Rồi các bạn sẽ lật ra ha. Thì chúng ta sẽ có được cái đường lộn như thế này. Nó khít như thế này và nó không có bị nhìn thấy đường may ha. Đây. Rồi kế tiếp là các bạn sẽ bẻ cái mép bèo này. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn bẻ mép bèo này là 2 ly. Sau đó các bạn bẻ đều vô. Các bạn sẽ bẻ vô và chúng ta sẽ may hết. May hết cho cái phần bèo này. Và các bạn sau khi mình may xong đến lúc kết thúc thì các bạn sẽ bắt đầu chúng ta may rút dúng. Mình sẽ chỉnh chỉ về lại con số 4, số lớn nhất ha. Sau đó thì các bạn lấy cho mình một cái kim. Chúng ta sẽ đặt nó ở dưới cái phần chân vịt. Và các bạn sẽ may rút dúng cho mình. Các bạn lấy kim ra và chỉnh chỉ về lại số 2. Đây, chúng ta sẽ có được cái phần bèo may rút giống như thế này. Kế tiếp là các bạn sẽ lấy cái phần thân, các bạn đặt lên phần cổ áo nè. Nếu mà bạn nào mà thích chúng ta may cổ sâu hơn thì các bạn sẽ điều chỉnh cổ nó sâu hơn ha. Sau đó các bạn sẽ đặt cái phần bèo này vô cổ nè. Chúng ta may. Nếu các bạn muốn rút dúng bèo nhiều thì các bạn sẽ đẩy thêm cho nó một lần nữa. Tại vì cái dây bèo này của mình nó cũng khá là dài. Nó dài lắm. Nó có, nếu mình may thì nó sẽ rất là ít. Thì mình sẽ cho nó rút dúng nhiều hơn. Đến cái mũi tim thì các bạn xoay chân vịt qua.
Nếu mà bạn nào rút giống cho nó nhiều rồi á, thì các bạn cũng không cần may lược, bạn để luôn 3 lớp các bạn may cũng vẫn được nha. Còn này mình rút giống ít cho nên mình thấy nó ít quá, mình rút giống thêm một chút xíu nữa. Rồi đến đây là cái phần bèo dư thì các bạn cắt nó ra, thì các bạn sẽ có được cái phần cổ tim với cái bèo như thế này. Cái tiếp là các bạn sẽ lấy cái phần cổ tim này nè, hồi nãy mình chừa đường may cho nó đó, bây giờ là các bạn sẽ gọt nó lại bằng với lại cái đường may ban đầu. Ví dụ mình chừa một phân thì các bạn cắt xung quanh cái đường mà mình dự định may á, là một phân, mình cắt đều luôn để khi mình bỏ vô cái mép á, mình cứ canh đều đó thôi, mình may là được. Phần này thì các bạn bỏ đi. Cái phần tim này nè thì các bạn phải may khóa trước cho nó đúng góc. Bạn kéo góc tim ra nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đặt 3 lớp cùng với nhau chúng ta may. Thì các bạn thấy là mình may được một bên nè. Rồi bên còn lại thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình chừa đường may bao nhiêu thì mình sẽ đặt mép may bấy nhiêu, vì vậy mà mình cũng không cần phải kẻ lại đường phấn khỏi mất công canh. Rồi sau khi mình may xong thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái phần cổ tim viền mà có cái phần bèo ở trên phần thân như thế này. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái phần viền cổ mình mới làm xong nè. Mặt trái này thì các bạn sẽ dắt sổ ha. Thì sau đó các bạn sẽ diễu, lật cái bè này nè, các bạn diễu cái phần dắt sổ cho mình. Lật cái phần bèo ra, chúng ta diễu lên trên cái phần thân để cái phần viền á nó không có bị lật. Diễu một ly. Rồi đến cái tim này các bạn nhớ xoay tim nha. Rồi như vậy thì các bạn thấy là cái cách may rất là đơn giản như thế này là chúng ta vừa có xong được cái phần cổ tim.